Nga tiếp tục phản ứng hoảng hốt trước lệnh bắt giữ Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế. Putin sợ bị bắt không dám đi Nam Phi. Thủ tướng Estonia Kallas kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga. Slovakia bàn giao 40 bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết 6 xe tăng chiến đấu hiện đại đầu tiên sẽ tới Ukraine vào cuối tuần tới. Ukraine đăng video phá hủy chiến hạm Nga năm 2022. Ukraine lật ngược tình thế, phá vòng vây ở trận địa Bắc Mút. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Yến mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Nga tiếp tục phản ứng hoảng hốt trước lệnh bắt giữ biểu tin của Tòa án Hình sự Quốc tế. Biểu tin sợ bị bắt, không dám đi Nam Phi. Kính thưa quý vị, theo hãng thông tấn nhà nước Tass, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ năm cho biết, nếu Tổng thống Nga Putin bị bắt ở nước ngoài theo lệnh của tòa án hình sự quốc tế, gọi tắt là ICC, điều đó có nghĩa là một lời tuyên chiến chống lại Nga. Thưa quý vị, khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông, ông Medvedev nói, rõ ràng một tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng rằng nó đã xảy ra người đứng đầu đưa nhiệm của một quốc gia hạt nhân đến Đức, chẳng hạn và bị bắt, nó có nghĩa là gì? Một lời tuyên chiến chống lại Nga. Trong trường hợp như vậy, tất cả vũ khí của chúng ta sẽ nhắm vào Bundestag, văn phòng Thủ tướng Đức, vân vân. Đáp lại nhận xét của Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức, Marco Buschmann rằng Berlin sẽ thi hành quyết định của ICC và bắt giữ Tổng thống Nga nếu ông đến Đức. Medvedev nói, liệu ông ấy có nhận ra rằng đó sẽ là một case belly, một lời tuyên chiến hay không. Ông Medvedev cũng nhắc lại rằng quyết định của ICC sẽ có tác động bất lợi đến quan hệ của Moscow với phương Tây. Ông Medvedev nói, mối quan hệ của chúng ta với thế giới phương Tây vốn đã kém, có lẽ là tồi tệ hơn bao giờ hết. Ngay cả khi Churchill có bài phát biểu về bất mạng sắc, mối quan hệ của chúng ta vẫn tốt hơn và thật bất ngờ họ lại có hành động chống lại nguyên thủ quốc gia của chúng ta các quan sát viên ghi nhận medvedev đã để lộ sự hốt hoảng trước lệnh bắt giữ putin của icc hôm thứ hai ông ta táo tận tuyên bố sẽ tấn công hạt nhân vào trụ sở của icc ở hà lan một quốc gia nato icc được tin là đang chuẩn bị tung ra thêm các lệnh bắt giữ mới medvedev chắc chắn sẽ có khi được hỏi liệu Putin có dám sang Nam Phi tham dự hội nghị BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hay không, ông cho biết theo ý kiến của ông có lẽ sẽ là không dám. Tại Moscow, phát ngôn nhân điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn chưa có quyết định nào về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi vào tháng 8 hay không. Ông Peskov nói với CNN rằng, chưa có quyết định nào về việc này, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi được gọi chung là các nền kinh tế BRICS đang phát triển nhanh. Đầu tháng này, Tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Lệnh này liên quan đến một kế hoạch bị cáo buộc nhằm bắt cóc trẻ em Ukraine sang Nga. Nam Phi là một bên tham gia công ước và có nghĩa vụ phải bắt giữ bất kỳ ai có lệnh bắt giữ của tòa án. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas kêu gọi gia tăng trừng phạt Nga Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hôm thứ Năm đã lên tiếng phản đối bất kỳ sự suy yếu nào của các lệnh trừng phạt đối với Nga theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua hắc hải, đồng thời kêu gọi G7 thắt chặt giới hạn dầu mỏ để tiếp tục siết chặt doanh thu của Nga. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng Nga đang kiếm được ít tiền hơn từ dầu mỏ. Chúng ta thấy các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm cả việc áp đặt giá dầu, đang có tác động đến nền kinh tế Nga và khả năng cung cấp nhiên liệu cho cổ máy chiến tranh của họ. Cô Kachakalas đã đưa ra lập trường trên khi đến tham dự cuộc đàm phán giữa 27 nhà lãnh đạo quốc gia của Liên hiệp châu Âu tại Brussels trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu. Cô nói, Chúng ta nên tiếp tục với điều đó, đồng thời cho biết thêm rằng Estonia sẽ đồng ý hạ giá trần một lần nữa. Cô phản đối bất kỳ sự suy yếu nào của các biện pháp trừng phạt giống lại Nga mà Moscow tìm kiếm trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc. Cô nói, chúng ta không nên làm suy yếu các biện pháp trừng phạt. Mức giá trần do liên hiệp Âu châu áp đặt hiện nay là 60 USD một thùng được xem là còn quá cao. Ba Lan và Estonia đề xuất 30 USD một thùng. Trong khi Ukraine, hô hào ép xuống còn 10 cho đến cùng lắm là 20 USD một thùng, với lý luận rằng Nga đã tiếp tục bán trong thời kỳ sụt giảm do Covid-19, khiến cho dầu thô euro giảm xuống 16,6 USD một thùng vào tháng 4 năm 2020. Điều này cho thấy Moscow có thể bị ép giá thấp hơn nhiều. Slovakia bàn giao 47 chiến đấu MiG-29 cho Ukraine Slovakia đã bàn giao 47 chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jaronat cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Năm. Điều này diễn ra vài ngày sau khi nước này cam kết cung cấp 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, cùng với Ba Lan cam kết cung cấp 4 chiếc. Trong video này, do thông tướng xã Yurinform cung cấp, Quý vị có thể thấy, không quân Ukraine đang lái các máy bay rời khỏi Slovakia về Ukraine. Thưa quý vị, về vấn đề lợi thế quân sự, Nga đã bác bỏ tuyên bố việc tặng thêm các máy bay MiG thời Liên Xô cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tiến trình của cuộc chiến. Đó có thể là lý do tại sao chính những chiếc F-16 chứ không phải MiG thực tế lại nằm ở vị trí hàng đầu trong danh sách mong muốn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. MiG-29 là máy bay tương tự, sử dụng công nghệ bay cũ hơn. Những chiếc F-16 được tìm kiếm của Zelensky là kỹ thuật số. MiG có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu ngắn. Chúng có thể triển khai vũ khí và bắn hạ máy bay Nga với khả năng cơ động tốt ở cự liên ngắn những F-16 có thể bay lâu hơn, linh hoạt hơn, sở hữu các hệ thống vũ khí tích hợp và có khả năng radar tầm xa tốt hơn đáng kể, do đó cung cấp khả năng cảnh báo sớm khi bị đối phương tấn công. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết, 6 xe tăng chiến đấu hiện đại đầu tiên sẽ tới Ukraine vào cuối tuần tới. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng, Tây Ban Nha dự kiến sẽ gửi chuyển hoàn xe tăng chiến đấu hiện đại đầu tiên tới Ukraine vào cuối tuần tới, sau khi các quan chức nước này hoàn thành các cuộc thử nghiệm bắn lần cuối trên thực địa. Thưa quý vị, tuyên bố cho biết 6 xe tăng Leopard 2A4 đã được kiểm tra lần cuối tại một nhà máy sản xuất vũ khí gần Seville, miền Nam Tây Ban Nha. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã đến thăm nhà máy vào hôm thứ Năm cho biết Thêm 4 xe tăng Leopard cung cấp cho Ukraine sẽ sớm đến đó để kiểm tra và thử nghiệm. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nhóm quân nhân Ukraine đầu tiên học cách vận hành xe tăng Tây Ban Nha đang kết thúc khóa huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Một số thông tin cơ bản, Drops ban đầu nói với Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha vào tháng trước rằng nước này sẽ gửi 6 xe tăng Leopard tới Ukraine. Một ngày sau, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev nhân kỷ niệm ngày Nga xâm lược. Ông đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và tuyên bố Tây Ban Nha sẽ thực hiện cam kết chuyển giao 10 xe tăng lâu bắc. Tây Ban Nha dự kiến sẽ gửi thêm các xe tăng lâu bắc đời cũ hơn. Ukraine đăng video phá hủy chiến hạm Nga năm 2022. Ukraine đã đăng video phá hủy tàu đổ bộ Saratov của Nga tại thành phố Berdyansk cách đây một năm. Valery Jaglerny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, một năm trước, vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ của Nga tại cảng Berdyansk tạm thời bị chiếm đóng. Một số tàu đổ bộ lớn, Ors, Sisa Kurnikov và Novotcherkats bị hư hại và tàu Saratop bị phá hủy, đồng thời đăng tải đoạn video ghi lại vụ tấn công. Quý vị thân mến, ông Zaluzny tuyên bố, huyền thoại về sự bất khả chiến bại của hạm đội Nga đã bị đánh bại bởi các cuộc tấn công có độ chính xác cao của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này một lần nữa chứng minh một thực tế không thể phủ nhận, đối phương sẽ không có thể có hòa bình trên lãnh thổ Ukraine, dù là trên đất liền hay trên biển. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, tại cảng Berdyansk do Nga tạm thời kiểm soát, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố phá hủy Saratov, một tàu đổ bộ lớn của hạm đội biển đen Nga. Đám cháy đã lan sang các tàu gần đó. Công ty Massa Technologies của Mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu đổ bộ Saratov bị phá hủy. Ukraine cho biết Nga đã trục vớt con tàu bị chìm và gửi đến Crimea để sửa chữa. Sau vụ tàu đổ bộ Saratov bị tấn công vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, xoáy hạm Moscow thuộc hạm đội Biển Đen tiếp tục bốc cháy ngoài khơi, cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 90 km. Moscow tuyên bố vụ cháy xảy ra do nổ kho đạn trên bon tàu, khiến con tàu hư hại nặng và tàu bị đắm khi được lai dắt về cảng. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đã bắn cháy con tàu bằng hai tên lửa hành trình Neptune. Hạm đội Biển Đen đã chịu tổn thất đáng kể sau những sự cố làm xoáy hạm Moscow và tàu đổ bộ Saratov mất khả năng chiến đấu. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá sức chiến đấu của hạm đội Biển Đen của quân đội Nga không bị ảnh hưởng nhiều, kể cả sau các sự cố chiến hạm đội này mất xoáy hạm Moscow và tàu đổ bộ Saratov. Theo Bộ Quốc phòng Anh, thành phần hạm đội Biển Đen hiện vẫn còn nhiều chiến hạm, bao gồm các tàu ngầm, sau các vụ tấn công của Ukraine – nhưng chiến hạm này còn lại vẫn có khả năng giúp hải quân Nga bao quát hoạt động tại biển Đen và thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên đất liền tại Ukraine. Các chỉ huy quân sự Ukraine cho biết, quân đội của nước này đã được trang bị và triển khai các tên lửa chống hạm hiện đại Harpoon do phương Tây viện trợ. Số tên lửa này cùng với các tên lửa Neptune có sẵn trong biên chế sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng thủ bờ biển của Ukraine, nhất là khi hải quân Nga đang tập trung phong tỏa các cảng của Ukraine tại Biển Đen. Sau khi được trang bị các tên lửa chống hạm, quân đội Ukraine đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu chiến Nga, tuyên bố sẽ buộc hạm đội Nga phải giữ khoảng cách để tránh chịu chung số phận với các tàu từng bị Ukraine phá hủy. Ukraine lật ngược tình thế, phá vùng vây ở trận địa Mất. Tổng tư lệnh của đội Ukraine nhấn mạnh sự khó khăn của trận chiến ở thành phố Mất, nhưng khẳng định Kiev sẽ giành chiến thắng. Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ một bài viết trên Telegram nêu lại cuộc điện đàm của ông với tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, đô đốc Sir Tony Radakin vào hôm 24 tháng 3. Ông Zaluzhny cho biết. Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp của mình về tình hình chiến sự dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tình hình ở hướng Bắc Mút là khó khăn nhất. Nhờ những nỗ lực đáng kể của lực lượng phòng vệ Ukraine, tình hình đã được ổn định. Theo tướng Zaluzny, cả hai cũng đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Ông Zaluzny cũng cảm ơn Anh và các đồng minh khác vì sự hỗ trợ của họ dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, Nhờ sự giúp đỡ của các đối tác, chúng tôi đang cầm cự và chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Ukraine gần đây liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, thể hiện quyết tâm đảo ngược tình thế và bảo vệ thành phố Bắc Mút thuộc tỉnh Đầu Nhét trước vòng vây hỏa lực Nga. Các chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng Nga đang gặp tổn thất nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt ở Bắc Mút suốt nhiều tuần qua. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Zizki vào hôm 23 tháng 3 cho biết, Lực lượng của Nga chủ yếu là các tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, tiếp tục tìm cách bao vây, kiểm soát Bắc Mốt bằng mọi giá, bất chấp tổn thất về người và khí tài. Tuy nhiên, tư lệnh Ukraine khẳng định Nga đang tổn thất lực lượng lớn ở Bắc Mốt và càng kiệt nguồn lực. Do vậy, quân đội Ukraine sẽ sớm chuyển sang phản công ở Bắc Mốt. Ông Shishki tuyên bố, rất nhanh chóng, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này như chưa từng làm ở Kharkov, Balaklija và Kovian. Theo Sekhi Cheravati, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở miền đông, thành phố Bakhmut vẫn là trọng điểm tiến công chính của lực lượng Nga. Ông Cheravati nói rằng, Nga đang mất hàng trăm quân mỗi ngày khi tiến công vào Bakhmut. Ông Cheravati cho biết một khu vực khác đang chứng kiến giao tranh dữ dội là phía đông bắc của Bakhmut, trên chiến tuyến chạy về phía bắc từ thị trấn Kremina. Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine vào hôm 24 tháng 3, ông Cheravati thừa nhận không phải lực lượng Wagner đang rút lui mà do tổn thất nặng nề nên họ phải nhờ tới sự yểm trợ của các đơn vị quân đội chính quy Nga, chủ yếu là lính dù. Bloomberg đầu tuần này đưa tin, Wagner đang có kế hoạch giảm dần hiện diện ở mặt trận Ba mất do không được quân đội Nga tiếp tế nhân lực và đạn dược. Jevgeny Prigozhin, ông chủ của Wagner, đã lên tiếng bắt bỏ. Tuy nhiên, ông này cho biết tình hình ở mặt trận Ba mất rất khó khăn do Ukraine liên tục đưa tiếp viện vào ông prikosin nói rằng tình hình ở bakmut đang khó khăn rất khó khăn đối phương giành giật từng mét đất chúng tôi càng tiến gần đến trung tâm thành phố giao tranh càng ác liệt càng có nhiều pháo binh và xe tăng được sử dụng để chống lại chúng tôi người ukraine tiếp tục tung nguồn tiếp viện vô tận vào chiến trường với ukraine sau nhiều đồn đoán về kế hoạch rút quân tổng thống zelensky tuyên bố Quân đội của nước này tiếp tục bám trụ ở bạc mức lâu nhất có thể và tiếp tục tăng cường phòng thủ cho thành phố. Vào ngày 5 tháng 3, ông Zelensky cũng tới thăm binh sĩ gần tiền tuyến Ba Mất để khích lệ tinh thần. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnew.ptva.gmail.com một lần nữa, đội ngũ HD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.